Thanh Trang xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2020 đến với bản tin Hoa Thịnh Đốn hôm nay là bản tin phân tích và đời sinh viên thời ly loạn. Để mở đầu, Thanh Trang kính mời quý vị theo dõi bản tin phân tích. Kính chào, chúng tôi là võ thành nhân và đến với bản tin phân tích thời sự Việt Nam ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh trở lại với ông Đinh Hùng Cường để tìm hiểu về vấn đề đồng tâm. Trước hết, xin được ông Đinh hùng cường. Dạ, dạ. Ch ch xin chào anh em võ Thành nhân và xin kính uh, chào quý vị. À, trước khi mình đi vô vấn đề nhân cái dịp năm mới, xin phép anh nhân cho tôi uh, gửi lời chúc Tết tới quý vị một năm canh tí sức khỏe dồi dào và chuẩn bị tư tưởng để mà đón nhận rất nhiều thay đổi và biến cố xảy ra ở Việt Nam cũng như ở nước Mỹ cũng như trên thế giới. Dạ. dạ. Khi mà chúng ta nói em, năm mới có nghĩa là dịp Tết ấy, dạ. thì em, trong quá khứ có một lần Tết thì em, cũng rất là đau thương Tết Mậu Thân kỳ này tết canh tí nhưng mà trước khi tết nó xảy ra thì có những cái chuyện cái vấn nạn của người dân ở tại gần ở khu hà nội để vấn đề đồng tâm thì ông đinh hùng cường à, khi mà chúng ta nói như vậy á có nghĩa là chúng ta nói một cái vấn đề bị mất đất bị chiếm đất nhưng mà lần này nó lớn lắm ông có thể phân tích cái tính mà tại sao mà nó lớn và tại sao nó ảnh hưởng nhiều người và tại sao thế giới quan tâm tới vấn đề này rồi thấy không à, thưa anh Võ thành nhân với lại thưa quý vị cái vấn đề đây đó là cái vấn đề mà cộng sản nó thường làm cái chuyện này nhưng mà cái lần này nó to lớn là bởi vì thứ nhất là cái vấn đề địa lý cái miếng đất nó nằm ngay sát hà nội và nó nằm ngay ở trong cái trung tâm mà quốc tế người ta nhìn vào là cái điểm thứ nhất cái điểm thứ hai nữa là cái đất đồng tâm này đó, nó lại liên quan tới cái bộ quốc phòng hồi xưa tới giờ đó, những cái lực lượng của công an hay những cái lực lượng của thành phố đó, họ đi chiếm đất của những người dân nó xảy ra rất thông thường nhưng mà nó không tạo ra to lớn là bởi vì lần này đó quân đội bộ bộ quốc phòng của cộng sản đích thân mà đi vào để trực uh, nghĩa là tiếp chỉ huy và chiếm cái khu đất này của đồng bào thì cái sự kiện đó nó gây một cái sự gọi là áp bức quá đáng và ở đó những bộ ngoại giao các nước trên thế giới và uh, những báo chí họ nhìn vô thành ra là cái vấn đề nó trở lên to lớn Thứ hai nữa đó, cái người mà lãnh đạo ở trong cái đồng tâm đó lại là một cái đảng viên cộng sản là cái ông ông Kình này đó. Lê Đình Kình này là ngày xưa nó có 65 năm tuổi đảng. Và bây giờ đó, người ta dân ở đó người ta nghĩ rằng ông này ông có một cái leadership là bởi vì ông đã theo được cộng sản quá lâu, ông có đường lối, ông có cách thức thành ra họ đã chọn ông để làm cho cái người leader. Và trong cái lúc mà xảy ra cái câu chuyện như vậy đó thì cộng sản điều động quân đội tới giết ngay cái ông này để mà cũng như là chặt cái đầu rắn thì cái sự việc xảy ra như vậy đó nó gây cái xôn xao và đó cái lý do trả lời anh võ thành nhân là đó là cái lý do mà nó gây một cái sự rung động không những ở việt nam không những ở hà nội mà cả thế giới yeah. và khi mà chúng ta nói có sự can thiệp của quân đội đó có nghĩa là có vũ khí có những cái áp lực um, yeah. rất là lớn đối với lại cái một cái thành một miếng đất nhỏ như vậy đó yeah. thì Ông nghĩ như thế nào vào những ngày cuối năm, những ngày chờ để mà đón Xuân về đó thì người Cộng sản lại có những cái quyết định táo bạo và không có coi cái, cái, cái vấn đề truyền thống hay là những cái tập tục của người dân? Cái vấn đề thế này thì anh võ thành nhân, cái người Cộng sản đó, họ nói đó là... Um... Cái, cái công việc đó của họ là quan trọng, họ không cần đến tâm lý quần chúng, họ không cần đến thời điểm, họ không cần vấn đề. Mình lấy cái ví dụ trong quá khứ đó, ngay cái dịp Tết Mậu Thân cách đây 50 năm trước, Cộng sản cũng lợi dụng cái dịp đó ở nói rằng hưu chiến, như là tấn công cả miền Nam. Thành ra cái dịp này là cái dịp xuân canh tí, là cái dịp đồng bào có thể ở lại để thưởng thức mùa xuân, làm những công việc mà cho thanh bình. Họ cũng không cần, vì cái mục tiêu của họ là họ cần là, nghĩa là thanh toán là họ làm những cái việc đó vì cái vấn đề như thế này nữa là đối với cộng sản đó từ xưa giờ họ đặt ra một cái luật là đất đai đó là của nhân dân nhân dân đây có nghĩa là chính chính quyền cộng sản và người dân chỉ có quyền ở trong đó thôi và khi nào họ cần đó thì họ sẽ Trưng dụng trưng dụng mà họ không có cần phải bồi thường hay làm cái gì cả vì họ nói là đất này đất của nhân dân đất của chính phủ các ông chỉ là ở nhờ thì từ xưa từ những cái phương thức đó mà cộng sản đi chiếm đất của người dân mà họ làm mọi thứ vào và họ vẫn cho họ là hợp pháp dạ yeah. nhưng mà có một cái là thực tế phủ hoàng vậy thưa quý vị chúng tôi cũng được biết rằng là khi mà luật sư của bên bộ quốc phòng hoặc là những người của bên bộ quốc phòng đòi phải trưng dụng cái sở hữu đất cái bản đồ của những người dân ở đồng tâm thì họ không có mà họ hỏi ngược lại bên kia có cái bản đồ để mà nói rõ ràng là vấn đề phân ranh như vậy là của chính phủ của bộ quốc phòng hay không thì cũng không có nhưng mà cộng sản giống như là ông đinh Hùng cường nói đó cộng sản họ muốn trưng dụng đất của mình lúc nào cũng được mình chỉ có tạm ở đó mà thôi tức là khi cần thì họ lấy thì đó là có lẽ là một cái cách để mà cho người cộng sản uh, chiếm bất cứ nơi nào mà họ muốn họ muốn trưng dụng đó khi cái, thì... cái cái vấn đề là người dân họ bất mãn là như thế này là ông nói là đất của quốc phòng thế thì À, thực ra đó trong cái dư luận đồn ra đó họ lấy cái đất đó để mà họ làm sân golf họ làm những cái chuyện mà không phải là quốc phòng và họ bảo nếu mà ông nói là đất quốc phòng thì tại sao à, à, Hoàng Sa Trường Sa Bản Dốc những chỗ đó là quốc phòng đó sao ông lại ông lấy đi mà ông lại lấy đất của dân như vậy chứng tỏ rằng người dân họ nói là đúng là ông hèn với giặc ông ác với dân đất của dân thì ông lấy mà đất của quốc phòng thật thì ông làm thinh đi thành thử ra trong cái đất trong uh, uh, nội bộ của, của... Việt Nam nó họ đã có những cái bất mãn vô cùng về những cái hành động mà gọi là quá gọi là vô nhân đạo của của cộng sản. Dạ. Yeah. Và chúng tôi cũng được bắt là miếng đất đó rất là tốt. Intel họ từ năm 2017 họ đã plan là cất một cái hãng rất là lớn ở đó để mà cung cấp những cái vấn đề có liên quan tới vấn đề điện toán, vấn đề viễn thông. Nhưng mà cho tới nay thì không thành. Lý do là tại vì Đảng Cộng sản Việt Nam đã cho Bộ Quốc phòng vào để mà trưng dụng để mà biến một phần đó thành một phần của cái sân bay. Cho nên khi chúng ta trở lại đó là, là người cộng sản sẵn sàng làm bất cứ cái điều gì để mà miễn sao có lợi Đúng cho cái đảng của họ mà thôi, chứ không phải là cái quyền lợi của người dân. Và cái cái chết của ông Kình nó cũng đưa đến một cái một, một cái chứng tỏ cho thấy rằng á cộng sản họ cũng biết cách đập đầu rắn hoặc là họ biết cách để mà trừ khử những người có khả năng lãnh đạo, có lẽ là họ đang sợ. Nếu mà ông Kình là một người cựu đảng viên của Đảng Cộng sản rồi sau này có những người đảng viên của Đảng Cộng sản mà có những cái phản ứng mạnh như vậy đó, nó sẽ trở thành một cái chiến dịch hoặc là trở thành một cái dịch để mà Đảng Cộng sản bị lung lay, có thể biết đâu là diễn biến hòa bình là ngay trong nội bộ của họ. Do đó nên ông có ghi nhận cái điều này không vậy thưa ông? À, thưa với lại anh nhân và thưa quý vị, cái người cộng sản họ đã có một cái 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 tham vọng họ cướp đất từ cái thời mà bắt đầu nổi lên cách cải cách ruộng đất là một hình thức để cướp đất, cách chiếm miền Nam là một hình thức để cướp đất của đồng bào của chúng ta miền Nam và bây giờ đó họ cướp đất đầu tiên là họ cướp đất của dân chúng thứ nhì là họ cướp đất đồng bào việt nam bây giờ họ cướp đất ngay của những cái người đảng viên của họ và họ cướp đất đối với họ bây giờ đó không có đồng chí không có đồng đội chỉ có đồng tiền thôi và bây giờ vì quyền lợi họ không ngần ngại họ giết những người đảng viên của họ là điểm thứ nhất thứ hai nữa đó là mình nhìn vào đó cộng sản đó họ rất lo ngại cái vấn đề bây giờ đó khi mà họ không diệt ông kình thì cũng như anh nhân nói đó là đã tạo tạo nên những cái mầm mống nổi loạn và bây giờ họ chặt đầu rắn trước họ tạo một cái gọi là gương đấy cái, những người nào phản lại họ chế độ phản họ răn đe. đe thì cái hành động đó thứ nhất là họ thành công trong vấn đề họ chiếm đất họ họ hóa giải được những cái sự chống đối thứ hai họ tạo một cái gọi là hình ảnh là những người nào chống lại chế độ thì sẽ bị những cái hình phạt như vậy. Thì cái việc làm của người cộng sản vỡ đối với họ là chỉ có đảng có tiền, không có đất nước, không có nhân dân, không có ngày lành tháng tốt, không có Tết, không có nhân dịp gì cả. Đó là cái thực tế. Xin yeah. được yeah. cảm ơn cảm ông Đinh Hồng Quang. kính thưa quý vị, chương trình của chúng tôi và ông Đinh Hồng đừng... Cường đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi cũng xin được kính chúc quý vị có những ngày cuối năm chúng ta chuẩn bị chào đón Tết thật là tưng bừng ở ta hải ngoại và chúng ta luôn luôn hướng về đất nước của chúng ta tại chúng ta đấu tranh cho một cái nước Việt Nam mà sớm có một cái ngày mà tự do dân chủ thì chúng ta cũng hướng về đồng tâm để mà chúng ta tranh đấu cho cái người Việt của chúng ta bên trong đó. Tại vì chúng tôi nghĩ rằng rồi đây những tổ chức đảng phái chính trị, những tổ chức cộng đồng sẽ lên tiếng rất là mạnh để mà đưa vấn đề đồng tâm lên thành một cái một cái vụ án lớn mà một cái tội ác của người cộng sản. Chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau.